Em làm gì mà em đi nãy giờ vòng vòng mấy vòng vậy? Thầy ra cho em cái bài này nè, mà từ hồi chiều ấy giờ em nghĩ mãi không có ra cái nào hết á. Rồi cái nhóm của em á, rồi mấy đứa bạn em rồi nó nói sao? Nó nói, nó em hỏi hết cả rồi, mà đứa thì nói cái này, đứa nói cái kia, em chả biết nghe đứa nào cả. Đâu, đưa anh coi. Chín mùi hay chín mùi hả? Nè, hồi lúc trước thầy anh dạy á là chín mùi mới là từ đúng. Nhưng mà bạn em nó nói khác kìa, nó nói chín mùi chứ chả có đứa nào nói kêu là chín mùi cả. Đâu, chín mùi mới là từ đúng. Hồi lúc trước á, anh học mà cách đây chắc khoảng chục năm là hả, thầy nói là từ chín mùi là từ đúng. Phải không? Phải. Nhưng mà bạn em nó nói khác, giờ làm sao? Nhóm em nó nói như này chứ làm sao em bây giờ em sao biết được? Đúng rồi, ở trên anh có cái từ điển tiếng Việt, mình đi lên mình dò từ này, dò có đúng không? Là có. Biết liền, biết là em đúng hay là anh đúng hay là bạn em đúng ha. Có không? Đây. Có luôn. Rồi đi. Nha, rồi okay. Đi, ok. Chín mùi là tính từ, có nghĩa là quả cây rất chín, đạt đến độ ngon nhất. Thí dụ, quả đu đủ đã chín mùi trên cây. Chín mùi còn có nghĩa là đạt đến độ phát triển đầy đủ nhất để có thể chuyển sang giai đoạn khác. Thí dụ, tình hình đã chín mùi. Còn chín mùi như là một cách nói tắt của từ chín mùi. Như thế, từ đúng phải là chín mùi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ chín mùi hay chín mùi. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ độc giả hay đọc giả. Mến chào tạm biệt các bạn.